con số thống kê bạn vừa cung cấp cũng lại lung tung nó không đi vào chính quy mà bây giờ thống kê phải theo cái biểu mẫu quy định của tổ chức y học thế giới nó có một cái bản quy định rất rõ thế còn những con số bạn vừa nêu lên nó vừa không có ý nghĩa cụ thể để giải quyết về bệnh lý bạn lại nói rằng là đã đi làm thụ tinh hỗ trợ hai lần bằng bơm tinh trùng không có kết quả thì đúng quá là bởi vì bao giờ nguyên tắc ở tâm anh chúng tôi điều trị ấy, là bao giờ cũng phải khám về phương diện nam giới đã để xem rằng là cái bạn nam giới ấy có đủ tiêu chuẩn để mà 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 có con được hay không đến lúc ấy mới dùng phương pháp phương pháp thì có phương pháp đẻ tự nhiên phương pháp thứ hai là bơm tinh trùng hỗ trợ sau khi lọc rửa phương pháp thứ ba là thụ tinh trong ống nghiệm thế thì phải khám để xác định cái tiêu chuẩn có đủ tiêu chuẩn để